Ok, hôm nay anh em hôm nay chúng ta lại thử một con game mới. Game này có tên là 7 ngày rồi hẹo. Một con game nó đã ra mắt từ khá là lâu rồi, ít nhất là cũng hơn một thập kỷ rồi đó. Anh em có thể mà xem cái ngày Andy Upset của nó kéo dài bắt đầu từ năm 2013 cho đến bây giờ luôn. Thì tính ra là hơn 10 năm rồi sau cái giai đoạn dài đằng đẵng này. Thì cuối cùng con game đã ra mắt cái phiên bản 1.0 gần đây. Rất một cái điều khá đáng tiếc là lúc nó ra mắt thì giá game nó cũng tăng rất là nhiều luôn. Nên cũng mà hơi khó cho anh em khi mà muốn tiếp cận con game ở thời điểm bây giờ. Thì anh em có thể thấy giá con game một bản lẻ bây giờ nó lên là 525 ngàn. Còn cái bản mà mua hai gói á, là mình mua một tặng một á, mình có thể cho người bạn của mình luôn, dạng như là hai key đi, thì nó 820 ngàn, cũng khá là cao. So với cái thời điểm mà cách đây khoảng 3 tháng á, vào đầu tháng 4 á, thì anh em nhìn thấy cái mức giá của nó rất là rẻ luôn. Lúc đó thì chỉ có 53 ngàn thôi, tính ra trên lệch giá với thời điểm hiện tại là gần 10 lần. Nên con game này có thể là thú vị, nhưng mà cái giá tiền này thì anh em nên cân nhắc. Tại vì tôi cũng chưa biết chất lượng game ra sao nữa. Game này thì tôi đã cho nó vào thư viện từ lâu lắm rồi nhưng mà chưa có chơi lần nào cả. Chúng ta lướt lướt thử coi. Game này thuộc thể loại mà sinh tồn, xong chúng ta sống chung với zombie luôn nên nó hơi máu me bạo lực tí nha. Anh em nào dưới 18 tuổi á thì thôi zombie nhỏ này. Nó hơi máu me bạo lực hơi nhiều một tí. Nên là anh em nào dưới 18 tuổi thì hạn chế xem cái video này. Tôi thì cũng ghét mấy thể loại này lắm. Nhưng mà nay cũng muốn thử qua cái phiên bản 1.0, nó vừa mới ra mắt một vài là giờ trước thôi. Đây. Đúng một vài giờ trước thì nó ra mắt phiên bản 1.0 luôn, nên cái lượng người chơi ban đầu con game này, lượng người chơi rất là đông đảo rồi nha. Nên bây giờ thì nó có mà tăng thêm thì cũng không bao nhiêu và cũng không có giảm xuống bao nhiêu cả. Anh em nhìn cái trang người chơi trong vòng khoảng 3 năm gần đây nè, nó đều ở mức là 3 40 ngàn cho đến là 5 60 ngàn luôn, hiện tại lên được 100 ngàn nhưng mà vẫn thấp hơn mấy đợt trước đó dù nó đã ra mắt chính thức luôn, nên cũng hơi mà hẹo trong game này một tí. Tôi nghĩ là cái mức giá này nó hơi cao thiệt. Sinh tồn với zombie nên chúng ta vẫn là thể loại sinh tồn đi mà thu nhập thái lượng tài nguyên, xây dựng căn cứ lên, liệu chúng ta có thể sống được 7 ngày trong game này không. Thôi vô game thôi để lẩm nhẩm nhiều quá. Tôi nghe mấy ông trên VOZ bảo là con game này không có sống ngoài được 7 ngày đâu, đến 7 ngày chết cũng vài chục lần đó, nên tôi cũng hơi gán, nhất là mấy cái dòng game mà nó hơi kinh dị như thế này nữa. Quality thì nó có cái mà Molten Lair này tôi để off luôn nha. Cái ánh sáng phản chiếu này tôi cũng không muốn cho lắm. Nên nó mà không có học, anh em thích cái đẹp đẹp thì nên bật lên. Còn cái này là cái Molten Lair này khuyên anh em nên tắt đi. Rồi. Còn một cái nữa là nó nằm trong cái phần nào ta? Đây, Field View. Anh em là nên cân nhắc cái này nha. Nó ảnh hưởng đến mà mình giải nghiệm khá là nhiều nữa. Nó là cái góc nhìn của mình. Tôi hiện tại để 75 thôi, tôi vô option setting thử rồi, 75 là hợp mắt nhất. Anh em học cái nào anh em nên để cái đó. Để quá thấp thì nó khó, còn để quá cao á thì nó sẽ khiến cái hình ảnh anh em bị méo. Con này nó chục năm tuổi rồi nha, hơn chục năm tuổi rồi. Nên anh em nhìn cái USUI á, nó mang cái đậm cái chất rất là mộc mạc đơn sơ luôn, gần như không có thêm thắt mấy cái hình ảnh gì cả. Em nhìn là đó, đầu đến cuối nó chỉ như thế này thôi, option dọn lựa qua lại, giống anh em làm việc trên mấy cái phần mềm văn phòng vậy đó. Ô, cái pin này chỉnh được nhiều vậy đó hả? Cho lên X2 luôn. Cái này là một ngày, chu kỳ một ngày nó sẽ là 60 phút, tức là một giờ. Tức là một giờ ngoài đời nó sẽ bằng một ngày trong con game này. Anh em con game này tên 7 ngày thì tôi không biết 7 ngày nó có sự kiện gì không, thì cũng khoảng 7 tiếng giờ chơi đó. Cái này độ dài ngày thì 18 giờ trên 24 giờ thì nó chiếm khoảng là 3 phần tư rồi. Bên xích bên đây mấy cái này thì tôi không biết cái gì cả, anh em có thể cân nhắc chỉnh sửa, mà tôi nghĩ là nó chỉnh cái độ khó của quái vật thôi, như cái ngày trăng tròn, ngày trăng nhuốm máu rồi cái thứ nè. Cái này nó có cái gì, chế độ chạy ác quỷ, nó chạy thôi chứ nó không có chạy nhanh. Cái này ai góp mỗi ngày á, mỗi 3 ngày tắt luôn. Ai góp này tôi nghĩ là cái vật phẩm trong game nó sẽ tặng cho mình đó, nên mới chơi lần đầu nên bật đi, đánh dấu cái điểm G trên bản đồ cũng bật luôn. Bên này là có cái dòng quan trọng nhất mà tôi thấy để ý cái chỗ này, đó là mỗi cái ngày á, mỗi ngày mình nhận được bao nhiêu cái nhiệm vụ á. Rồi nên 5 6 7 cái gì để lại đi. Trừng phạt khi chết với mà khi mà rớt đồ rồi đó, khi mà chết đó, nó có kiểu đầu tiên là nô thinh là không bị cái gì cả, cái thứ hai là chỉ mất XP thôi. Chỉ mất XP là nó mặc định, mất XP thì cũng hơi khó một tí. Còn cái này á thì mình sẽ bị thương nghiêm trọng luôn, còn cái này là trừng phạt cái chết vĩnh viễn luôn. Anh em màu lười đó như tôi á, để nô thinh, anh em cho bình thường để XP. Còn cái này là rớt đồ khi chết nè. Nó cũng có rất nhiều loại luôn, thậm chí cái loại nặng nhất là anh em bị xóa toàn bộ cái mà tài sản trong đó luôn. Tôi lười nhặt đồ lắm nên tôi để cái này đi. Chúng ta vào game thôi. Bên đây còn cái lựa chọn map với mà một số cái thứ nữa, nhưng mà tôi chơi cái map định nên chọn cái bước đầu tiên luôn.
Con game này nghe nhạc nó gần gần thiệt á. Nói chung là chúng ta trải nghiệm cái ngày đầu tiên trong game đã. Lót gì lâu dữ vậy ta? Tôi cài OSD cái gì mà. Game hơn chục năm tuổi rồi, nên cái đồ họa nó cũng tương đối lỗi thời một tí. Được cái thì máy này yếu yếu vẫn có thể chơi được, mà máy tôi nó cũng không có mạnh đâu. Đặc biệt là tôi quay cái video nữa, bạn đã sẵn sàng chuyển vào cái thế giới này chưa? Nấu xương thì sẽ ra mỡ, cái gì vậy? Ôi, tốc độ chuột nhanh quá. Option. Khoảng 15 là vừa. Rồi tạm thời như đây. Đây, game này mình thu nhập tài nguyên bằng vũ lực nha. Dùng quyền đấm hết, đấm tất cả mọi thứ để thu nhập tài nguyên. Này gì? À, đồ nó vật dụng gây ra. Mình lụm được mấy ống sắt gì nè. Bên này cũng có luôn. Sao game tự nhiên nó tốt bụng như ta? Lục trong cái xe tải coi có cái gì không? Cái xe này thì mình có thể là lục đồ ở trong đó, thì có thể mà dùng cái cây mỏ lê hay là búa gì đó để đập á, để thu nhập thêm tài nguyên nữa. Đầu game thì quan trọng nhất là đá với cỏ này, đá cỏ gỗ. Ấy, lỡ đập cục đá luôn rồi. Nghĩ sao mà tay đấm một phát bể cục đá được. Đấm cây bồng gòn. Đã 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 đã. Đi, đây còn cái thùng bự nữa. 33 cục đá, ngon, không cần lụm nữa. Lấy cái thùng mình luôn được không? Không, nó 200 lực lận. Cái trong game này nhiều thứ nó có độ bền lắm nha. Nè, 300 nè. Rồi, đấm nó bể luôn rồi. Cái nhà này tôi thấy ghê ghê á. Trước mắt á, thì mình có thể lục cái hòm thư nữa. Trước mắt thì anh em bấm nút tab trên cái này. Mình sẽ chọn là ghép cái bộ đồ trước. Bộ đồ này nó rất quan trọng, mình thiếu gỗ à. Gỗ kiếm đâu trời. Vậy là phải chế cái búa đá. Đây, chế cái búa đá này, nhấn cái này gấp. Xong rồi đặt nó vào đây. Mấy cái giấy tờ này có tác dụng gì không ta? Cái này là nước. Còn cái này là đồ ăn, còn cái này là bình thuốc. Băng gạc, để mấy cái này cuối đi. Anh em để ý có cái ống xanh xanh này nè, với cái ống xanh lá với xanh dương này nè. Tôi nghĩ nó là đối với khác của mình đó. Không biết đúng không nữa. Tôi đoán vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta có cây này đi đập gỗ thôi. Đập này được không? Đập được mà lâu lắm. Lục không gác cũng được á. Đập này cái gì? Nó ra cho mình mười mấy nhiều á. Cây này sao? Đây chúng ta có gỗ rồi, trời ơi, nó sập một cái mà làm khủng khiếp luôn. Sao tôi nghe nhạc nó ghê ghê làm sao vậy? Từ 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 từ. Đập luôn công hành nè. Rồi bây giờ mình chế được quần áo này. Giống như quần áo nè. Nhân vật chúng ta đây, trần trụi không có gì hết. Bây giờ bắt đầu những cái mảnh vải đầu tiên. Gáp. 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 Gáp luôn, bốn món. Ủa đeo sao? Đeo sao? À những chữ chữ W. Đây là chữ W trên bàn phím nè. Ủa còn cái này là cái gì? À găng tay, găng tay. Đây, bộ đồ hơi vàng tí nhưng mà có còn hơn không. Mất đi cái vẻ nữ tính của mình nè. Này cái bản đồ. Còn cái này là cái điểm học thức của chúng ta nè. Khi mình làm cái việc gì nhiều nhiều quá thì mình sẽ lên cái level đó. Thì đây nó có những cái gọi như là thử thách gì đó để mình có thể tăng điểm lên. Bên này là cái gì? Bên này chắc là liên quan đến web. À bên này là những cái thử thách nè. Bên này là cái server tôi chọn offline nên không có ai đâu. Cái này nó có phím tắt gì không ta? Chữ C đúng không? Không. Thôi kệ, bấm ra đi. Thử thách đầu tiên là mình hoàn thành cái hướng dẫn này sẽ nhận được 100 F.
mình muốn chế cái gì đó thì mình quan sát cái đó rồi nhấn A nó sẽ chắc kinh cái đó. Bây giờ như tôi muốn chế cái vũ khí đầu tiên là cây giáo đá này đi, nhấn nút A nó sẽ chắc lên đây, chế được luôn nè, chế luôn. Cây gậy này chắc để tự vệ á nên cũng khá quan trọng, chế luôn đi. Rồi bên phần này nó còn yêu cầu gì nữa? Xong rồi à, nhận đây, nhận này, nhận này luôn, nhận luôn quần áo, nhận luôn cái này, chế bộ giáp quận, nhận luôn chế cái cây đập đá, nhận luôn. Còn chế cung tên, mũi tên và đầu đá, mình phải thu 5 cục đá nhỏ nữa thì nhận được cái này. Sau đó chế cây cung, rồi chế mấy cái mũi tên để nhận luôn. Cây cung ở đây thì mình thiếu gỗ, cây độc. Con game này tôi không biết nó có trọng lượng không đó ta, nếu như có trọng lượng đó thì đeo nhiều đá này là cũng nặng người lắm nha. Thôi cái này giống cái chuồng cho chó vậy, đập luôn được không? Đập được nè. Mà cái đời zombie này thì có chó zombie không ta, lỡ thì chặt hết cây này cũng đi. Con game này á thì cái tầm đánh nó xa lắm nè, đứng tới đây vẫn chặt được nè đó. Nên mà trong cái lúc đấm nhau giao tranh với mấy quân địch á, mình có thể đứng lùi lùi xa xa như thế này chứ không cần phải lại gần nó quá đâu. Cầm gỗ rồi, bây giờ nó kêu mình chế cây cung gáp nè, chế mấy cái mũi tên đá đây. Ủa không phải, cái mũi tên đá nãy tôi đọc ở đâu ta? Đây 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 nè, thiếu mà lông chim. Lông chim thì chắc đi vô rừng quá. Cục này nhìn nó dị dị lạ lạ vậy, nó là cái gì đây? Ủa nó cũng là cục đá mà, không nó ra bình cái lọ thuốc gì kìa. À đi chat rồi vậy thôi chứ có biết cái đi chat nó là cái gì không, nhưng mà nhìn thấy nó ngầu ngầu. Cứ gom đi, không bổ ngang cũng bổ dọc thôi anh em. Nhiều quá rồi nha, không biết mà con game này nó có tính trọng lượng hay là gì không, để mở ba lô lên coi. À không thấy cái thông tin trọng lượng, bên nhân vật cũng không thấy cái phần trọng lượng luôn. Lông chim đây phải không? Đây 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 đây, vô cái tổ chim á thì mình lấy được cái lông có trứng rồi nè, còn đâu nữa không, chỉ luôn đi bạn ơi. Trời cái bọc gác người ta vứt lụm luôn được cái khăn, cái miếng giấy lau vậy. Rồi bây giờ xong hết. Ê quên quên, chế cái mũi tên, chế bao nhiêu mũi vậy? Trời chế được có 2 mũi à, thiếu lông chim nhiều lắm, phải gần rất nhiều lông chim. Bây giờ thì mình xong hết cái thử thách này rồi, gì đem nhận nhận rồi nhận. Bây giờ thì mình đã có thể mở những cái thứ dưới này. Quá nhiều thứ, quá nhiều chữ đi. Chào mừng cái mà công việc sinh tồn của bạn đã thành công. Bạn bây giờ đã được chứng nhận bởi cái gì đó có rất là nhiều tiềm năng. Chúng tôi sẽ đánh dấu trên cái bản đồ của bạn một cái khu gần gọi là cái dòng sông trắng. À cái cứ điểm gần dòng sông trắng. Đến đó và tìm cái người mà trader là cái ông bán hàng, người bán hàng nơi mà bạn có thể mua và bán rất là nhiều món luôn. Người bán hàng có một cái cửa hàng rất thân thiện ở trong thành phố, gửi đến là Bao Noah. Đây phải không? 700 m lắm. Vô dạo dạo cái nhà này thử coi. Cái này dạng như cái cabin với cái nhà ở lưu động á. Ủa? À. Ê, 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 ê. Bye 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 bye. Chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đi đông chim nào. Cái này chặt nó ra gì không ta? Nó giống một cái cây mà bị chặt ngang rồi á, nhưng mà nó không có gì cả. Được mà mật ong nè. Cái này chắc ăn được. Mình
cái độ đối với kháng nó tương đối rồi, cái cây búa của mình cũng sắp hư luôn rồi, chế được cái giường ngủ gấp luôn. Cái building này chắc công trình building là những cái công trình mà để mình bắt đầu xây dựng cái nguồn tài nguyên đầu tiên á. Chế được ba cái mũi tên đá nữa. Còn gì nữa không ta? À đúng rồi, chế cây búa đá này. Chứ cây này của mình nó sắp hơn rồi. Rồi, đi qua cái điểm này thôi. Bên này có cái gì nữa nè? Đi chat à? Gặp gì đập cái đó đi anh em. Không bổ ngang thì cũng bổ dọc thôi. Xa vãi nha, nhìn 700 m thì tưởng gần chứ chạy nãy giờ nó mông lung phết luôn. Rồi quên quên để cây cung xuống. Ủa, đang cầm cái cung mà. Chơi. Thôi tốc độ ngắm nó chậm quá rồi. Mày nó còn ý nó còn chưa. Tốc độ ngắm chuột chậm quá rồi. Chết chưa? Chết chưa? Hết mũi tên luôn rồi. Mới chế xong. Úp sạch. Vô mà. Đi mau. Cũng vẫn chậm đó. Chưa được, chưa được. Một chấm đi. Lấy xe thì hên xui. Một chấm nó cũng chậm nữa ta. Kỳ vậy. Cái tốc độ dơm này chỉnh nãy giờ không thấy khác biệt gì luôn. Đây nè. À dơm ở trên này cũng cốc ơi. Nãy giờ không chỉnh tầm bậy. Rồi ok, tạm ổn. Lên nhanh tí nữa cho nó chắc. Tôi thì để tốc độ chuột cao lắm. Rồi đi thôi. Thôi xài cây này đi. Mình hết mũi tên này. Mười bảy. Một. Cục này sao nó đen thui vậy ta? Nó ra cái gì nè? Than, than, than. Tôi nghĩ nó khá là cần thiết á. Tôi nghĩ thôi chứ tôi không biết. Cây búa này mỗi lần mình đập là nó gây khoảng 14 đến 16 đam. 14 đam. Nên cái cục này 600 á thì đập cũng khá là lâu à. Nhưng mà cũng tương đối nhanh, tính ra là khoảng 30 giây là xong rồi. Ủa, đập dưới này cũng được nữa hả? Còn cục này chỉ là đá thôi. Ý, 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 con gà kìa. Thu hoạch tài nguyên thì chắc cần phải có con dao hay là cái gì đó. Mình thì không có mấy cái đó. Đi dao nào. Phải có cái gì đó mới thu nhập tài nguyên được chứ. Bonsai là phải có 5 cái xương nữa. Là đập nó cũng ra thịt. Rồi đủ 5 cái xương luôn nữa. Chụp cái này được không? Giáp. Ủa đâu rồi? À đây đây đây.
Số 5. Trời, nó trâu kìa. Nó còn có nửa ở dưới à, nửa trên à. Mà nó trâu hết luôn. Còn thịt này được cái gì không? Không, không được cái gì cả. Nữa hả? À? Trời, tốn thể lực dữ dằn luôn nha. Không được cái gì hết, chỉ là đánh vô bình thường thôi, nhưng mà hơi tốn thể lực. Mình có thể nâng được mấy cái vũ khí hay là làm cái gì đó không? Nó có rất nhiều cái yêu cầu nè. À, đặt một cái lốc này xuống rồi. Xây một cái lốc rồi đặt xuống. Đây, lốc nè. Cái lốc này bằng gỗ thì một lốc tới 10 gỗ lận. Cái này thì hai gỗ. Gấp cái anh. Số 6. À, chụp phải mới là xây. Trời ơi, thiết kế game. Có chút tí, có chút tí mà ngứa. Hết thể lực rồi nè. Đâm một cái gần 30 thể lực á. Đi có đường kìa phải không? Đúng rồi, có đường kìa. Ồ, nhà có ảnh tiện nghi phết đó nha. Ây da. Cái gì? Cái súng ngon. Cái súng. Mà súng thì đương nhiên là phải có đạn rồi. Ba lô mình đầy hay là nó bị như thế này đó. Vô đường nào? Tờ báo nè. À đây đây. Cái gì? Hình như ba lô mình đầy thiệt rồi. Chào anh. Well, look here, boys. We got ourselves a real life hero. Noah gửi bạn ở đây à? Rồi. Bây giờ hãy cho chúng tôi thấy cái tay trụng của bạn đây. Xem mà ba lô của anh có gì? Có rất nhiều thứ luôn. Mình có thể bán được đó. À, hình như tới ô này là mình bắt đầu bị nặng. Tới ô này là mình bắt đầu bị nặng đó. Mình có thịt, có than. Bán được không? À, bán được nè. You gotta be the dumbest son of a bitch I've ever seen. Không hứng thú với cái món này. We're overstocked on those. Just get the fuck out of here. Cái gì mà cái cú cái nhạo gì nó chửi mình cơ. If you want a job from me, có một cái kho hàng bị chôn gì đó, sẽ cộng một cái điểm tay Obon nào. Bắt đầu cái công việc của mình nhanh gọn lên đi. Rồi ok. Nhớ là cầm theo cái sản của mày nha. I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Cây sản đâu vậy? Không không, này mũi tên mà. À, cây sản nè. Đó giờ mới thiết kế cái hình cây sản mà nó hướng lên trên á. Nếu như mấy cái vũ khí này nó hướng lên trên này, nên thiết kế cây sản nó quay quay xuống đi. Tiền á, không đọc, dẹp dẹp ngay. Đi. Ngon. Nhấn nút A để sử dụng, mình có thể học được cách chế những cái trang bị trong cái lò rèn này.
như là xi măng rồi những cái cành cây cái gì đó, ba lóc ba lóc ba lóc. Ủa mình có thể mà chuyển nó ba cái đồ này nó thành đống rác nè, ngon vậy đó hả? Thử coi. Không, cái gì, cây thông cộng 2 đam đánh nó là 10 máu. Trời ơi, này là sao? Cái này là nguyên liệu của cái mà xe máy với cái bình gì đó, tôi không biết cái từ này trong tiếng Anh. Còn này giấy nơi mình có thể sử dụng để mà tạo cái công thức gì đó. Học công thức cần có thuốc súng với mà bằng cái đạn mảnh vụn này, thì có cái đó thì mình mới có thể học được. Này là sao? Nước 10, hồi phục 15 stamina, trừ 5 máu. Tình trạng bẩn là 12 hả? Quốc luôn. Bệnh gì cử? Thôi vậy hai cái ống xanh với ống xanh lá như này là cái gì đó? Phần mình bán mấy cái này vô đây được không? Ê. Ê, đồ ăn, đồ ăn, xin miếng ăn. Đùi dẻ nhà như nghèo như bèo chứ gì. Cái này giống chuồng cho thỏ, mấy con thỏ. Sống sung túc quá ha, chờ đốt lửa sưởi ấm. Tôi nghe tiếng dơm đâu vậy? Cái đóng thuốc súng luôn hả? Có khi mình xây cái gì đó để đựng đồ ở đây đi. Bui đinh. Cái hộp bằng sắt hả? Không không, uổng lắm, uổng lắm. Cái này là cái gì? Nơi để mình đặt cái năm lóc để bảo vệ khu vực xung quanh khỏi những người chơi trong chế độ PvP khác, và cũng đảm bảo là không có zombie nó hồi sinh ở gần đây. Lên đến ba cái năm nay sóc có thể được đặt không? Mấy cái này mình chưa có biết được cái nào cả. Thuốc súng thì mình có nhiều rồi. Nào, ủa đâu rồi? Từ cột to này mình có thể chế hình mảnh vụn hơi phay nó chế nào cần á. Cái này là cái hàng rào gai. Ủa không cái nào chứa đồ ở trên ta? À đây 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 đây. Không được xây ở gần nhà ông này ơi. Để ở đây mất không trời? Chuột trái là đặt một cái item, còn giữ là giữ chuột trái là nó thả hết hả? Không có bấm được, chỉ có kéo thả thôi, mệt quá vậy. À được nè, đút bộ lít nó thôi. Rồi mấy cái này là cái gì đây?
cái túi ngủ để luôn. Rồi nhớ chỗ này nha, đánh dấu trên bản đồ được không? Đánh dấu. Đây là cái kho của mình. Ngân hàng. Rồi. Đi làm nhiệm vụ thôi, ổng kêu mình đi đào ở đâu đó, cái gì bằng vàng đây. Đâu có xe đẩy đã gì nào. Ba khúc xương. Đây chỗ này. Giao hữu không? Giao hữu giận bạn. Bạn yếu quá, bạn yếu quá à. Chỗ này. Ngồi gì? Ngồi gì? Lại đây, lại đây. Lại đây. Đi, nó gớt một đống đồ đã thấy xịn xịn không nào. Mặc dù không biết nó là cái gì. Trời ơi, cái xác con zombie nó nằm kế bên. Tìm một cái màu trắng, cái súp ly màu trắng. Tìm tới nào không trời? Trời ơi, đảo cái cục đất nó lâu. Mình đang mang nặng quá ba ô rồi nè, nó cảnh báo rồi nè. Hết thể lực rồi. Kìa kìa kìa. Ở đâu phải? Tới nào trời, game đi đầu đá. Hết đập đá rồi tới đầu đá à. Mấy có gì hết. Kìa. Đây hả? À? Trời, ông chôn dưới bao nhiêu tấc đất vậy trời? Đừng có nói chôn người dưới đây nghe ông. Tôi đào lên con zombie tự đập ông luôn đó. Đào gãy nửa cây sản rồi nè. Nữa hả? À? À, đây. Đây cái hộp màu trắng này, nửa mẫu bánh mì sandwich cũ. Nước bẩn à. Ê, ê, ê. Tha nó đi. Mình công việc đại sự ở đây. Không có đuổi, dòm trong này nó khá là hiền. Nãy đi quên đóng cửa nè. Well, you proved me wrong. Chọn một cái loại phần thưởng cho mình. Đạn giáp đô, súng đạn là 7.62 cm. 7.62 mm nha. Ăn cao luôn hả? Thôi, cây súng nằm này bắn mệt lắm, súng lục thì chín. Shotgun. Muốn thì tôi thích cái cây sniper này hơn, nhưng mà lấy xong thì thôi súng lục đi, súng lục là ngon nhất.
Lia zombie cách đây 420 mấy mét. Ở hướng tây hả? Hướng tây thì mình có hai cái quét luôn. Cái này thì sao quá. Thử anh thử đi dọn zombie. Word of advice. Next time, bathe before coming to a job interview. Để nấu nướng đồ ăn rồi tính sao ta. Đi, đi, đi học được cái gì đó. Mình học được cách chế cái này. Đó. Cất cái này vô. Cái này như cũng không có đạn à. Thôi mấy cái này bỏ hết cho chổng đi. Giữ lại làm gì đâu. Tôi nghĩ là không mất đâu. Cái lông chim giữ lại. Trời ơi, ủa sao 10 viên đạn sổ kính. Tôi tưởng ổng cho mình đạn súng lục chứ. À đây đây đây, đạn súng lục đây. Rồi đi thôi. Mà có 10 viên hả? 10 viên thì thôi, để dành nó ngồi bên đây chứ. Mày lên được không? Mày lên được không? Viên nó cũng lên được nữa, thôi thôi thôi. Mấy giờ đó, không có đồng hồ gì trong nãy chứ anh. À, đồng hồ ngay giữa kìa. 7 giờ tối rồi. Đứa bụng thì làm sao mà. Không no, không thấy tăng độ no hay là cái méo gì luôn. À, nhấn E đi uống. Mất ỷ 30% này làm sao giờ. Trời nó dễ dễ luôn cái gì đấy. Cục này nhìn sao nó ngầu đét vậy nó. Gom hết mấy cục nào lạ lạ quý quý hiếm hiếm thì mình gom hết đi. Đau bụng tiêu chảy 28%. Chạy. Chị này chỉ học kinh công cái gì đó. Trông có vẻ là béo béo nhưng mà kinh công thân pháp đồ rất là cao nha. Lấy cục gì lá lả nó đấy. À cục này nó ra là cái mỏ sắt. Trong cái trailer tôi thấy mình có chạy xe nó mà không biết khi nào mới có xe.
trông khá là nhiều thứ luôn. Đi. Cái gì vậy nè? À cái thang máy. Hết thế được rồi, từ 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 từ. Nó bò cũng khá là chậm rồi. Con lăng quăng. Đấy, anh em thấy ai thấy nắm bằng búa chưa? Để chờ nó núp con à. Hình như nó nằm xuống hai lần là nó gục luôn à. Được cái gì đấy? Nó cho mấy con dơm nó núp ở mấy chỗ kín kín thấy ghê thiệt á. Chào chị. Màu trắng nha. Từ 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 em hết thể lực rồi chị ơi. Từ 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 về chứ. Rồi xong chị luôn. Trời ơi thôi thôi thôi. Cục thịt tiêu. Hai con luôn, hai con luôn. Chào anh. Ba mươi ba lít xăng gì đó. Bên đô mình cho nó nhiều dữ gì ta. Chờ giật cái mình. Trong con game này á, con zombie nào nó càng mập á thì nó càng trâu. Rồi, xong hết rồi đó, mình dọn xong cái khu vực này nè. Bây giờ từ 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 từ. Nãy mình lụm được nhiều lắm. Tăng cung cung với 20% cái tốc độ mà lên nòng. Học cách gáp cái bộ công cụ của mình. Đạn gì đây? Đạn 7.62. Đạn này cho súng gì đó? Quá trời nhiều đồ rồi, tôi không biết nó làm cái gì luôn á. Có hình cái bàn này á thì chắc tôi nghĩ nó là phải đưa lên cái bàn làm việc để làm. Ủa? Trời ơi, nó còn nhiều trang nữa.
mình lên cái cây mới bằng cái kia không? Đây nè, đây nè, Aegon giao hết này chết sao? Thôi đi thôi, trời tối chưa. Này đánh được không? Được được. Cái bụng nó kìa. Rồi kệ nó, về nhà. Ở đây có cái mỏ sắt nè. Buổi tối nó chạy nhanh quá đây. Đừng nó lao vô vồ vập. Tiết kiệm thể lực đã. Ấy, ấy da. Bị chón rồi. Vãi thiệt, giật cái mình luôn. Đừng có lạng nữa, chạy thẳng đi. Rồi đầu gối mình 29 mét. Băng băng gạc được không? Miếng nữa à? Không, không có tác dụng gì luôn á. Buổi tối mấy con dơm này nó chạy ghê quá à. Về để ăn mới được. Bữa tối nào không có đi ra đường lắm. Cái 0.3% kia là giống bị mà mình nhiễm trùng cái gì đó. Cửa, cửa đâu anh ơi? Phá cửa nữa. Nên trời nó phá cửa nữa, hết thể lực rồi. Mở cửa. Hình như trời tối rồi không đóng cửa à. Sao vậy? Tôi chết ở đây à. Gỗ gỗ gỗ, lấy gỗ ra xây nhà. Tổng đóng cửa con mẹ nó ơi. Xem sao? Bấm vô đây, bấm vô cái nhà. Hai chục cái thôi. Con cái là còn 19. Trời gì biết tới nào mới xong được cái nhà trời. Sao đủ thứ bệnh trong người trên gì nè. Chắc bỏ gỗ vô là làm nguyên liệu nè. Mình không có nồi, cũng không có ly, không có vỉ nướng gì nữa. Cũng có trứng và nước mà ta. Sống nấu được.
Thịt nguội cũng chưa nấu được nữa. Bữa nấu rồi nó đi đâu ta? À đây nè, đây nè. Chắc là phải có cái vị nướng á, hoặc là nguyên liệu nữa mình mới nướng được. Chẳng lần nó ra con gỗ à. Ông cốc đâu ông nhớ tôi nha. Đó, đủ đạn ông. Buổi tối ông đóng cửa ông đi ngủ. À mình có túi ngủ nè, quên đó. Mình nốt mấy cái lốc này. Nhà có 4 mét vuông hả? Thôi ra ngủ đi. Nó không được. Hên là nãy săn được con gà mới có đồ mà ăn á. Còn nước uống là không biết uống đâu nữa nè. À nước nè. Cũng không nóng được luôn. À nó yêu cầu là phải có cái nồi nóng thì mới nấu cái đó được. Trời ơi. Cái nồi nấu nó kiếm đâu ra bây giờ. Săn hai con thỏ. Không đủ thêm được. Trời ơi sắp chết luôn rồi. Cái ống thể lực mình yếu quá à. Mình không có đồ ăn. Ủa lụ đạn cho nó. Lần chuyển sinh đầu tiên của tôi. Dạ miếng thịt nướng ra chưa kịp ăn nữa là đã bị ăn thịt. Ủa, chả mất gì cả, không sao, ngon. Tôi chết thử cái thôi mà. Ủa, cục này phải xây xa vậy đó. Rồi công tôi dựng cái cục này rồi xong bỏ được. À gom lại được. Ở trong nhà mà bấm lộn cái là nó lủng sàn như gì luôn hả gì.
trả thù. Chơi 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 chơi, cố gắng lên kìa. Gắn này đập sao trời. Ngon, được hai miếng da gắn luôn. Cái lever thuộc với tôi để làm cái gì tôi không biết nữa. Học bất kỳ cái kỹ năng sinh tồn nào, học sao? Tamina lên đường 104 nào. Level 4, rồi. À đây, đây, đây. Điểm của mình nó nằm đâu ta? À đây mình có 6 điểm nè. Ủa không cho học cái nữa hả? Thiêu dấu động vật cũng ngon. Lượm đồ có cơ hội lượm được đồ ngon. Thợ săn kho báu. Không biết nó là cái gì, cứ học thôi. Thấy được cái điểm yếu của nó, bắn vô. Thu nhập được két, quất luôn. Tự nhiên cái vỗ lõm xuống ngay cái nhà. Chừng nào trời mới sáng rồi? Mới có 2 giờ sáng hả? Bây giờ làm gì giờ? Không lên đi tới đi lui vậy? Mang vật nặng thì mình bị cái gì không ta? Tôi thấy nó cũng bình thường mà. Nó chỉ đi chậm hơn rất nhiều nè. Đúng rồi, chậm hơn rất nhiều luôn. Thôi, làm cái bãi nào xây nhà cho nó đẹp cái đó. Không có chỗ trống. Không có xây được đó. Không có xây qua nào được chứ. Chơi giữa đường luôn. Để giữa đường luôn. Ok chưa? Đẹp chưa? Gà ngon quá đi.
Rồi, hết. À, cái túi ngủ. Ủa, mình ngủ mình bấm lúc nào? Mình ngủ mình bấm lúc nào trời? Bấm me hiền nó nhặt lên. Đấy dạ. Nó mở cửa rồi nó mới phát thanh gì đó. Nó chưa mở cửa là nó đéo phát thanh gì đâu. Lũ đạn ông nhốt tôi ở ngoài cả đêm vậy. Mở gì mở quán bar vậy. Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Đọc kêu chế được những cái băng đạn à? 30 viên sọt cho anh. Cho anh chế bắp làm cái gì cũng khóc. Trăm thuốc súng tôi nghĩ là có ngon hơn. Toàn thấy ở một không mà. Lại đi đào nữa à, không có đâu, mệt lắm. Well, I got just the job. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Không có đồ gì cho mình loot hết. Đi lùng hùng gác ông á trời, nhục chứ gì. Look quick, buy quicker, piss off fastest. Chạy bán nước mà 900. Get the hell out of my store. It's for real customers. Ông đuổi mình rồi. Cút khỏi cái cửa hàng của tao ngay. Ông đi cửa đó nè. Làm quét nó đi rồi mình cảnh rảnh mình bắt đầu mở map thêm, học thêm nhiều thứ nữa. Cái giáo mình sắp hư rồi. Anh em thấy tổ ấm của tôi thế nào? Gỗ. Đá gỗ với cỏ. Gỗ đâu? Mấy cái chân con game này nó leo dốc cũng khá là độc đáo nha. Tốt nhất kệ nó đi, đừng có tốn thời gian vô ích. Nãy quên đem đồ ăn thêm nữa, thể lực mình chậm quá. Cái gì cái gì? Thôi tốt nhất là tránh xa thanh niên đang động ở đây. Cái gì đây?
À, lấy được mấy cây bắp nè, một vườn bắp luôn. Con gì? Cỏ mà, không phải bắp. Ban đầu nó là bắp nhưng mà bây giờ nó héo úa thành cỏ vậy này. Này là cái gì đấy? Là cái bảng. Nhìn chỗ này cũng đẹp quá ha. Cái gì? Hay sao quá? Lựu đạn nó chạy giật cái mình. Con gì? Con gà kìa. Thôi thôi nó gớm. Ồ, khu bên đó băng tiết luôn kìa. Bánh xe này không đụng được. Cái gì? Trời ơi, mình nhảy ra đầu nó luôn. Chết tôi rồi. Em này đẹp quá hả? Mặc áo dây màu đỏ luôn. Kiểu ứng vật lý đầu rung rung luôn. Ý da, xin lỗi chị. Không biết chị đang ở trong nhà vệ sinh. Trời, lục được cái toilet luôn. Một nước bẩn 400 tiền nè. Kỹ năng sống. À, bạn đó ngoài kìa. Mấy bạc cà phê, lấy được bả cà phê. Đi, mình mới gom được cái gì đó nhiều lắm. Ở đâu nữa không? Chơi 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 chơi. Nguyên cái map mà bên bản là map tiết luôn kìa. Nhìn đẹp quá chưa? SUV màu đỏ. Làm sao lên được level 2 để unlock? Hay là phải học hết tất cả cái điểm này mới cho lên? Chơi gì thì ép buộc quá vậy? Dọn khu vực này là khu vực nào? Chị em gái. Trời ơi, nó đông rồi anh em ơi.
hồi thể lực nhanh nào. Game dễ, game dễ. Ủa cái khu gì thế ghê nè. Có tầng hầm luôn hả? Chọc. Mấy anh thác loạn gì dưới này vậy? Còn ai nữa không? Ôi ơi, cái này giống một cái khu công xưởng vậy đó. Ủa? Phải đó bây giờ. Em thấy gì chưa? Nghệ thuật không? Có cả mở động vật luôn. Cà phê. Ý, hình như cái cung xịn hơn quá không? À không, nó cũng cùi như cung mình à. Ủa đâu? Cái số 2 này tôi nghĩ là level 2 hay gì á. Nè. À đúng rồi, cái cây này level 1, cây này level 2, cộng thêm tí đam. Mình có thể thêm thắt khá nhiều thứ vô nữa nè. Chọn cái cung nè. Sửa được nữa à. Hóa ra cái này là level, trời ơi. Cái này sửa được không? Cái nào cũng sửa được đó chứ. Sửa không tốn gì luôn nha. Rồi xong sạch sẽ tầng hầm rồi đó, không có gì nữa. Trời, xương thằng nào mà bỏ xương vô tủ vậy? Nãy giờ không thấy cái nồi nào để nấu ăn luôn nha. Nước chảy không? Không. Cửa này dẫn ra ngoài rồi. Hồi nãy biết gì mình nhận 2-3 cái nhiệm vụ luôn á, mình đi từ từ. Tức là dân trong này nó cũng mà chặn cửa, nó sống trong này đó, nhưng mà cuối cùng nó không thoát. Vì cửa này là trong vòng không ta? Cửa này vẫn trong. Ủa, cửa này chỗ nãy con bé nó bật nữa cơ mà.
Nó đây à? Quá sẽ nặng rồi. Ăn trái bắp thì nó lại khát nước. Vẫn còn hay dưng hay lót nữa. Ê, ê, khoan khoan. Cái ghế thì quỷ nó thành ba gỗ. Cái thịt thiêu này thì mình có thể đem vô trồng trọt được. Nhưng mà dục đi. Mấy cái dĩa bẩn đây làm gì trời? Rồi con gà nó trâu. Ủa nó có tầng trên nữa hả? Tầng trên lên bằng cách nào? Không để còn một đường đi tương tự như thế này có bệnh hả? À đây 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 đây. Hai con luôn. Vừa mới bước lên là gặp hai con nó đúc giống. Tụi này nó làm cái gì mà xây cái khác xếp rồi kính chữ gì ta? Rồi, xong hết rồi đó. Chỉ thôi đó. Rồi tưởng cái gì. Thôi về mình học cách chế đồ hay là làm gì nữa. Đi lang thang như thế này thì game nó không có điểm nhấn hay sáng tạo gì cả. Tập được mấy một đống thứ mới luôn. Cái gì đây? Cái cầu vẽ gì đó. Đi có đồ nóng không ta? Không, cái này cũng phải đồ nấu.
Kêu gào giấy dùa. Còn xương mà. Không cái nào có nồi nấu cả. Thôi đi thôi. Ở bên mà phương Tây người ta thích xây mấy cái nhà có tầng hầm quá ha. Sao tự nhiên nhạc nổi lên thế này? Ê, nó thả đồ gì vô mình hay gì cơ? Xa dữ trời lắm, xa dữ lắm. Nó tự lực còn 300 m thì bộ về thôi. Game này tính ra nó cũng chạy ổn định phết đó chứ. Nè, lỗi asset nè, để cục đá không có nằm trên mặt phẳng nè. Tao nào xuyên xuyên viết thêm cái thuật toán mà kiểm tra cái độ nghiêng của mặt phẳng đây nè. Đi từ sáng đến trưa luôn mà mới xong được cái quét một. Make it. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Này là gì? Cách để mình chế tạo cái này, nó sẽ tăng đam lên độ chính xác và ổn định gì nữa. Take a look at the shit I got, but don't expect me to cook it for you. Đây là cái gì? À, cái mà băng bó tay chân. Trời ơi. Cái này để nấu nước nè, 1.500. 3.000. Này hình như mình học rồi. Không có gì ngon nghẽ cả. Watch yourself, stranger. I know some fellas that break legs for coin. Oh, không chơi với ông nữa. Tôi đi tôi tìm cách mà cảm nhận game khác. Cả cục đá trong nhà ổng mà mình cũng không được nhặt nữa. Ông này ghép mình bây giờ gặp Gen. Gen thì làm ở mà cái bệnh viện
ở trạm xá Genesis thì đó, nó nằm trong cái khu rừng Boon này. Cô ấy rất là thân thiện, hơn là cha đã ghét thì rất là nhiều luôn, cũng bán rất là nhiều mấy cái vật tư y tế. Thu nhập 5 cái mật ong bằng cái rìu đánh vào những cái gốc cây như hồi nãy. Nâng cái bui đinh gốc này lên, nâng sao? Đặt cái cửa. Trời, cái cây nó sơ sát. Thôi siêu thoát nó coi. Stamina của mình nó tăng với giảm mà cùng một lúc cũng khá là nhanh nha. Chậm gỗ đi, quay về luôn. Này là cái quái gì đây? Một cái bẫy à? Cái này như cái lấm thảm thôi. Phủ lên trên. Thôi 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 thôi. Làm cái đúc bồ đo này nó ngon hơn. Chỗ chặt gỗ à, để làm cái méo gì? À, mình sẽ chặt gỗ nó mịn ra để mà làm những cái mà nguyên liệu chất đốt nó gọn hơn, gấp luôn. Bây giờ mình có 5 cái đinh thôi đó, nên xài cẩn thận tí. Đây là cái bàn uống cà phê của chúng ta đấy đó. Sao nhìn nó xấu gớm gì nè. Ơi. Cái bui đinh nóc này tám gỗ một cái à. Ngon.
Trời, nó bắt chế cửa nhỏ chứ không cho cửa đôi thì con game á. Bà đó nó bắt phải chế đúng mà cái cửa nhỏ chứ nó không cho gắp cái cửa đôi. Ủa? Bây giờ nó kêu mình làm một cái bẫy gai. Farm cái này farm chậm quá à. Mỗi lần có mấy chục gỗ như thế này mà chơi một mình tôi là cực chí chơi lắm. Để chỉ có bạn bè đâu á. Chặt nguyên cái cây này biết bao lâu mà được có 100 gỗ à. Cơ đồ nó rớt tôi kìa. Đây là cái quái gì đấy? Lên được đồ đá à? Hết đá rồi. Bây giờ nướng miếng thịt xong rồi ăn cái miếng thịt nướng đó, rồi đi lấy nước bẩn từ những cái khu nước, rồi sau đó là làm một cái chậu trồng cây. Đấm thứ phải làm quá. Ây da, dính cái bẫy của mình. Rồi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Có thời gian thì game này chắc phải rủ bạn bè á. Chứ chơi mình nó khổ lắm. Ăn miếng thịt nè. Nhà cái ống no nó chạy lên nè. Cái ống này nè. Còn bên phải là cái ống khác. Cái ống khác nước. Xe đứa này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Chắc cũng có thể còn lâu lắm. Chưa có ra được cái nhà ra hồn nữa nè. Hai cục đá nè, một đống gỗ nè, còn lại cái này mấy cái lốc thôi. Cái giường này thì nhắn vào nó nhặt lên chứ không phải là ngủ nha. Cái này cái bàn uống cà phê của tôi. Chưa chế được cái lò nung hay là cái gì nữa, còn lâu dữ lắm. Điểm cuối cùng nâng đại đang đi. Bây giờ điều điểm nào không biết làm sao mà để lên gấp được nữa. Ủa, với vải bên này còn rất nhiều điểm nữa. Bây giờ đó giờ không biết. Nhiều thứ quá nha, game này rất nhiều thứ luôn. Ủa cái web đó là nó nằm đâu vậy? Web này nè.
Đừng nói chạy vô nói chuyện với ổng để nhận phần thưởng nha. Mới có 2 ngày đầu thôi, tôi chưa biết 7 ngày thì nó sẽ ra sao nữa. Well, look here, boys. We got ourselves a real life hero, and now he wants to be paid. Bản đồ nè, nó cũng khá là rộng nha, rộng phết á. Hồi nãy tôi đi đến đây là sang cái map băng rồi, bên này là cái cục tính nè, này là cái nhà mình thôi, chưa có đâu vào đâu cả. Này là cái giường mình, cái này là cái kho mình, bỏ cái này đi, xóa làm sao từ giữa không xóa được. Không xóa được, không biết cách xóa. Thôi thôi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian thì rủ bạn bè chơi tiếp game này. Nó ra 1.0 thì tôi không biết nó update gì nhiều thêm không. Nhưng mà chơi mình con game này thì nó chậm chạp, nó nhức đầu á. Nhà những cái hố xí gì mà còn chưa xong á.